Hello, xin chào mọi người quay trở lại với Terraria. Sau cái tập trước thì có nhiều bạn bảo rằng do mình khi mình đánh nhau với con dở hơi kia mình chạy ra khỏi biển thế cuối cùng nó mới khỏe lên. Chứ thực ra đánh nó cũng dễ. Mình kiểu oh shit. Thực ra thì có một điều mọi người cần phải biết đấy là thực ra mình chưa đánh con đấy bao giờ cả. Cái hôm qua là ngày đầu tiên mình đánh. Kết quả nó không được như mong đợi lắm. Nhưng mà sau khi ấy thì quyết định mình đã quyết định ok học nghe theo những lời những bạn đã chỉ cho mình. Mình xuống từ cái hang dở hơi này kiếm cái hai con giun nữa. Khá là mệt và còn đi farm tiền để nâng cấp hết đồ lên được cái kiếm này, cái dở hơi này nữa. Đâu rồi nhờ cái gọi rồng của mình rồi. Vừa để đây mà. Đây rồi. Đấy. Như thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đánh nhau với con dở hơi đấy. Một lần nữa. Nghĩa lần này thì sẽ được thôi tại vì có kiếm này rồi này. Cái này rồi này, có cái này này, xong lại còn có cái rìu rồi nữa. À có cái con rồng rồi nữa. Ok. Mình sẽ quyết tử ở tổ cúc quyết sinh. À quên mất à có cấp máu đây rồi, không phải sợ. Rồi, với cả con dở hơi này cũng đến rồi này. Con này thì nó bán cái này rồi. Giờ nếu mà sao kể cả mình đánh con này thua đi chăng nữa thì mình mua. À, cái đấy xong mình về mình bơm vào chỗ rừng bắt nó dễ bắt mấy con giun này dễ không mà thế chúng ta sẽ phải mình có nhiều bạn bảo anh phải cố gắng đánh con đấy đi biết đâu biết đâu ra đồ ngon thì có cái đồ cái quyển sách à quyển sách hoặc là đúng rồi, có quyển sách giúp đánh cái con mù lo rất là tốt mà mình có phải dần dùng phép khoai rồi nhỉ. Không biết là nó có cả cái ấy nữa có cái flare cái gì đấy nói chung là nó như kiểu cái chùy ấy. Đánh ra do quả bong bóng ra cái bong bóng thì như thế chắc là xịn. Bạn bảo cứ cố đánh có đấy đi biết đâu được đồ ngon thôi mình cố gắng thật sự mình đánh gà lắm thật sự không nghĩ mình có thể ăn được nó nhưng mà ok cố biết đâu cái này lên rootlet rồi mà không bằng còn không bằng cái kiếm influx này mà dã cả man đủ hiểu ấy và có mình sẽ đứng ở cái chỗ đánh mình dùng để farm đánh nhau thì tốt hơn hoặc là mình để chặt hết cây ở cái biển đấy xong là mình làm một cái đường chạy ở trên đấy mình đấy cái chỉ đánh nhau được ở biển thôi thì may ra còn đánh nhau được với nó có ba các bạn mình bảo thế đi ra khỏi biển phát là có tăng gấp đôi giáp lẫn tăng gấp đôi đam bảo sao mình đánh như muỗi và nó đánh mình thì đau dã cả man ok hóa ra sức mạnh của mày là việc sau khi ta ra khỏi vựa địa bàn của mày thì mày lên cơn cay cú mày ngay lập tức mày hấp diêm ra luôn ok hiểu rồi đã hiểu cội nguồn sức mạnh của mày. Mình cầm có mỗi ba cái binh mày chính ra mình cần phải cầm cả thuốc tăng đam các kiểu mình cái thằng rất là lười chuẩn bị nhưng mà máu mủ mình nghĩ thế này là đủ rồi ba lọ này với cả cái này là đủ rồi người ta toàn phải có thuốc gì nhỉ tăng đam à thuốc nhanh nhẹn rồi thuốc nhìn trong nhìn quái vật rồi thuốc các kiểu. Mình thì lười chuẩn bị mấy vụ đấy lắm tại vì căn bản là để chuẩn bị mấy cái đấy nào đừng có lao đấy à thôi quên mất giết rồi nhỉ chết rồi nhỉ ok trước tiên thì mình sẽ làm thế này đi chúng ta sẽ chặt hết cây ở chỗ biển đấy xong rồi mình xây một cái đường ra đấy đường chạy lấp biển luôn thì mình đánh nhau ở giữa biển thế chắc là sẽ đỡ khó hơn chắc này có khá là nhiều cây nữa, không à? Không phải lo vấn đề gì thiếu gỗ cả ok chả vừa chặt hết cây rồi chỗ phá hoại thiên nhiên quá rồi kinh quá ok nào bây giờ thì hết cây ra nào. Rồi oh shit mình làm gì đấy thôi thế này cũng được mặc dù xây cái này rất là mệt ok đây là có đấy giữ control đúng không cũng xây là dễ thật
mình sẽ xây cho đến cái chỗ kia. Ôi shit, mình làm gì thế? Đẹp. Này kệ. Ơ kìa. Cái gì vậy? What the fuck? Bình tĩnh mà. Ok. Ok. What the heck? Đây là lý do mà không nên giữ control khi xây cái giờ hơi này, tại vì nó rất là... Mình hôm nay mình thử cái mic mới xem nó đỡ chưa. Cái mic cũ... À cái mic này lúc trước của mình nó hay bị hỏng. Oh shit. Đã ra cái chỗ này rồi. Rồi, gọi ra nào. Đánh nhau nào. 3 2 1 Đi. Ok, boop. Ôi dồi, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ui. What the fuck. Ôi dồi. Ôi dồi. Oh my god. Sao vẫn khỏe thế. Ô, gầy đam ở đấy. Gầy đam ở đấy. Mày thích làm sao. Oh shit. Ôi dồi. Đúng rồi, rồng đánh nhau với nó đi em. Cố lên đi rồng. Cố lên đi rồng, đúng rồi đấy. Cố rồng ơi, cố lên em. Đánh nhau với nó đi. Đúng rồi đấy. Cố lên đi em. Biết đâu. Có khi nào. Có khi nào không. Có khi nào không. Rồng ơi. Rồng ơi. Ôi dồi ôi. Khỏe thế. Ôi. Ôi rồng ơi. Cố lên giết nó đi em. Ôi. Không. Không. Ui dồi dã cả màn khỏe thế. Mình đã rất cố ấy mà. Ôi, khỏe quá. Đánh nó khó kinh ấy được ấy. Máu thì hồi lâu. Mình có nên dùng cái này không nhỉ? Khỏe thế chứ đấy. Ồ thôi chết rồi, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Mình rõ mình có cái này mà mình không dùng gì cả. Chán thế chứ đấy. Ôi xời, mình có cái này mình chả bao giờ dùng. Từ từ á. Hồi hơi cho tao hỏi. Đây rồi. Đây. Flask of Venom, Flask of Fire, Flask of Poison. Smell terrible, cái đấy không quan tâm. Ui. Ok. Mình sẽ dùng cái Flask of Gold. Oh, không không không. Y cho Melee Attack, Decrease, Curse Flame, Nanai, Confuse, Party, Confetti to appear. Đấy không cần thiết. Nhưng mà có lẽ là cái lửa. Mình nên dùng cái lửa hay là cái y cho nhỉ? Lửa đi. À cái y cho đi. Giảm giáp của nó. Ok, chúng ta sẽ làm cái y cho này. Tại vì... Cảm ơn, please. Mình quyết tâm giết con này. Không thể nào để nó cà mình thế được. Ok, 3 cái được rồi. Tại vì nó 20 phút cơ, dùng không hết được đâu. Không là giờ lại phải ra làm thêm thuốc nữa này. Cố lên nào, chắc lại mày không đánh được con đấy à. Cút đi. Rồi. Xong là lần này cầm thêm mấy cái này nữa chắc ăn. Rồi. Làm quyết tử tổ quốc quyết sinh. Mình đánh toàn trượt, mình đánh giỏi quá. Mình đánh giỏi quá cơ. Oh my god. Oh shit. Một thanh niên toàn đánh trượt cho hay. Oh shit. Oh. Oh có khi ăn được đấy. Có khi ăn được đấy. Cố lên nào. Cố lên nào. Ôi dồi ôi, nó lên cơ điên rồi. Nó bắn loạn hết cả lên. Oh shit. Có khi nào. Có khi nào. Oh shit, đau quá. Oh shit. Đừng có ra khỏi đây. Ăn nó đi. Ăn nó đi em. Oh. Sắp được rồi. Cố lên. Cố lên nào. Một tí nữa thôi. Oh, đừng có chết ra đây chứ. Đùa. Gần ăn được rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi làm cái thuốc dở hơi kia. Xem nào. Mình cần hết thuốc giáp rồi. Dạ, cảm ơn. Bao nhiêu mình có làm nữa? Hết đấy rồi à? Hết hoa rồi, tốt quá làm gì ạ? Đời đẹp thế làm gì ạ? Dạ, phải lấy hoa thôi. Lấy tầm 3 bông là đủ nhỉ? Ok, cắt vào nào. À,
hạt giống của chúng mày đây. Là tao sẽ phải lấy cái này và cái này. Kêu. Ôi giời, mệt quá. Mình đang thắc mắc là mình nhớ là có cái thuốc siêu cái gọi là thuốc siêu, thuốc lớn nhất. Mình xem mình có làm được. Yep, mình làm được, nhưng mình cần phải cả 4 cái cơ thì đánh trùng mạ còn đâu. Lỗ ruột. Ôi, được có 2 con. Nhưng mà 2 con chắc là được nhỉ. Mình mong là như thế. Bắt mình ra đánh. Tí nữa mình phải ăn cả cá nữa. Mình hình như là nếu mà mình dùng cái nút B ấy, nó không ăn cá hay sao, mình cũng cảm giác như thế. Nên là mình có lẽ mình sẽ phải ăn ở ngoài, uống thuốc. Xong mình gọi chùm, xong mình đánh nhau. Ok. Mình vì tại hai lần đánh chùm rồi mình thấy 7 cut fit là như nào. Hoặc là mình đang ngáo ngơ. Nếu mà mình không lao vào hôm kia rất là tốt rồi. Ui, giết nó đi nào. Ui, oh my god. Đùa rác cơ man kìa. Ui, gân đanh nó rồi, chết thế. Toàn gần đánh cho nó xong nó chết. Đời đẹp sao. À, sao mày ở dưới này lúc tao cần mày? Quên mất để dưới đấy sao cuối cùng. Oh god. Chế quá. Bao giờ tao mới giết được mày đây? À. Mình cần thuốc gì mình có thể dùng đúng không nhỉ? Archery. Alo, sổ. Chào cái nữa, thuốc gì giúp mình đánh được nó cả. Oh my god. Fuck me. Chết quá. Ôi xôi ôi. Quyết tâm, quyết tử, tôi cũng quyết sinh. Giá mà con cái y tá nó ở đấy thì có vẻ rồi. Lọ thuốc cuối cùng. Hình như mình chả còn cái con Amorphis nào gì vậy. Chuẩn bị lại có một tập câu cá hay sao. Trời ơi, cái số bình thuốc đấy có khi mình dùng mình đánh mút lót thì còn tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mình đã đổ hết thuốc rồi đánh nhau với con này. Tại vì cuộc đời nó quá là đẹp mà. Oh my god. Mày cho tao cơ hội được né đòn của nó mà tại sao nó đánh tao đau thế? Còn cái này nữa, mỗi lần tao bị dính đòn đáng lẽ mày phải cho tao nhiều thời gian hơn ăn đòn, đỡ phải ăn đòn nữa chứ, tại sao tao bị ăn đòn liên tục vậy? Mày nữa. Tại sao chúng mày vô dụng vãi lìn thế? Ủa quả đấy nó gần chết rồi đấy. Mình cứ dần giết được nó thì bắt đầu mình chết. Tại vì sao? Tại vì nó khỏe vãi cả lìn chứ sao. Hu 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 hi hi hi. Hay là mình cứ dùng luôn từ đầu đến cuối cái dao này đi nhỉ. Mình nói nãy giờ mấy lần rồi nhưng mình chả bao giờ dùng đến cuối. Mình nghĩ là cái này nó yếu quá không, mình chuyển sang cái đồ khác mình đánh nhau với nó. Không, kết quả toàn bị chết thảm hại. Hay là chậm mà chắc nhỉ. Mình có một con thôi, mình không thể nào mà đoán được. Đấy là liều ăn nhiều. Mình không thể nào đánh trường kỳ kháng chiến với nó được. Đến cuối nó khỏe lên thì hút máu cũng vứt đi. Hút mấy hút nữa, hút như Diana cũng tịt. Làm sao rồi nhỉ? Có con rồng. Mà căn bản con rồng thì á yếu hơn con này. Rốt cuộc mình nên gọi con này ra hay gọi con rồng ra? Con rồng là đồ cuối. À nhưng mà kiểu nó lăn xung quanh một chỗ, con này bay qua bay lại, bay lại. Nó đánh một đứa rất là mệt. Khi con này kiểu quẹt phát chết. Xong rồi còn lăn một lúc mình chết. Kể cả trâu mấy nó cũng phải chịu. Ôi tao ghét mày thế. Con này mày bay lần vờn nhưng mày chả giúp được gì tao cả. Oh my god. Oh my god. Quên mất có ngựa không dùng. Wee. Fuck me.
Ôi trời đất ơi, khó chịu quá đi. Fuck me. Ô, đến nơi rồi, nhanh thế. Hi hi. Đáng lẽ mình nên cầm mấy cái tim cho mình làm cái đèn đặt ở đấy, có khi đánh nhau được đấy. Mình lười về quá. Đánh nhau đi, con lợn. Ui, lần này tao phải quyết tử với mày. Ăn cái này vào nào. Ok. Chạy ra đây. Ồ không, thế này không nhìn được. Rút, ok. B nào, đánh nhau nào. Ô, con. Đánh nhau con này, đánh nhau bằng cái này. Chúng ta đánh nhau bằng cái này nào. Ok. 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 Đỡ rồi đấy, lần này được rồi đấy. Này khá khá rồi đấy. Ô, xịt đau quá. Đừng có lao vào lốc xoáy của nó là được. Cứ né ra thôi. Đừng có lao vào lốc xoáy của nó là được. Ôi dồi, lại lốc xoáy à. Oh shit. Nó làm mình giới hạn chỗ đánh nhau với nó quá. Oh my god. Giữ vị trí nào. Fuck. Ôi dồi, lại rơi vào lốc xoáy giữa lốc xoáy của nó rồi. Oh fuck. Mày, lucky shot là cái gì ấy, mình lần đầu tiên mình nhặt được đấy. What the fuck. Thôi tập trung cái vấn đề chính á. Rồi, nó bắt đầu biến đổi rồi. Cố lên nào. Oh shit, giờ nó chơi cái trò bay vòng quanh này nữa. Né có rồi. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Đánh từ đầu đến cuối chỉ dùng cái dao này thôi. Có khi nào mình ăn được nó không. Trường kỳ kháng chiến nào. Trường kỳ kháng chiến nào. Trường kỳ kháng chiến nào. Oh shit. Oh my god. Hồi máu nào, trường kỳ kháng chiến nào. Oh shit. Mày không trường kỳ kháng chiến với con này được. Cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên nào. Ôi shit. Ok. Ôi xôi ôi. Oh my god. Bên nói gì ấy. Đánh con chùm mà mình khổ cái này à. The fuck, đã thế được cửa sách này. Cửa sách thì chả dùng phép. Hay là chả lẽ mình quay ra mình dùng phép nhỉ. Khó quá. Nhưng mà cũng được phết, 63 đam, ok. Căn bản là khỏe hơn cái này, về còn nâng cấp hết nữa. À giờ cũng chắc là nó cũng dùng hết ít mana hơn cái này luôn. Không, dùng ngang ngang nhau thôi. Ôi xời. Ôi, mệt quá, hậu chế quá, muốn khóc quá. Có cảm giác mệt mệt nhẹ nhẹ. Cảm giác mệt không hề nhẹ luôn. Uầy. Cái gì đấy? What the fuck? Ok. What? Mình vừa giết được cái gì đấy? Rainbow Brick. Con đấy con Rainbow Slam à? Ok, mình được cái đấy là cái này trông có vẻ được đấy nhỉ. Bạt nó còn đuổi cho kẻ thù xong còn quay mấy vòng nữa cơ. Được cái nhỉ. Oh my god. Why? Tại sao tôi lại phải khổ như thế này cơ chứ? Nhưng mình có cái này rồi. Thấy có nhiều bạn bảo rằng có cái này đánh người ta thượng. Không phải thấy nhiều bạn mà mấy nhiều bạn nói là một xong mình lên YouTube có thấy nhiều người bảo nhiều người người ta dùng cái này đánh chùm một lót. Mình nghĩ là đấy là một điều tốt. Don't know. Fuck you. Oh my god. Mệt quá. Quá là mệt luôn. Nhơn. Mình không biết là giáp phép mạnh nhất trước khi đánh được Moon Lord là còn chắc là
chỉ còn có cái bọn giáp chắc là chỉ có cái giáp mama, giáp màu trắng trắng này nhỉ. Đấy nhỉ. Đấy thì mình phải làm cái max thì tốt hơn, tại vì cái max thì nó mana nhiều đó. Cái kia thì nó cho mình hút máu nhưng mà nó đầy lắm. Phép yếu lắm. Giảm phép trừ phép của mình 40%. Cả màn tại sao mình trừ ở đây cơ chứ. Từ mình phải về mình kiểm tra lại xem chính xác có đúng là nó trừ 40% không. Tại vì giáp gì mà giáp trừ phép, giáp mang tiếng là giáp phép nhưng lại trừ phép, nghe có vẻ vô lý. Mình phải kiểm tra lại, mặc cái giáp đấy vào xem trừ bao nhiêu phép à. Xem nào. Đây là bao nhiêu, 63 phép đúng không? Giờ đeo ở đây vào. Đâu rồi? Đây rồi. Này và này. Này này. Này. Ok. 48 luôn mà. Dã cả màn. Wow. Magic Dam don't enemy heal player with lowest heal. Dã cả màn. Nó giảm 40% thật. Vay cả cái giáp. Sợ đây đấy. Thế thì anh thua. Em đi làm giáp khác ấy. Em đi làm cái max ấy. Làm cái max có vẻ an toàn với em hơn đây. Căn bản là thực ra cái này nó cũng hợp lý thôi. Nếu mà mình đeo cái mana vào mà thì mình không phải lo chuyện là máu me nữa, tại vì đánh nó sẽ hút máu sẵn rồi. Nhưng mà vẫn cái bị điên là chứ 40%. What the fuck. Nói chung là không thể nào chấp nhận. Quả là không thể nào chấp nhận được. Làm cái này cái mà mình cần ha. Cần bao nhiêu ở làm ấy nữa nhỉ. Làm cái max nhỉ. Đây phải đi đào à. Giáp có vẻ mình phải đi đào thật. Mình sẽ cần bao nhiêu. 12. Mình chỉ cần một cục nữa thôi. Một cục nữa là khoảng 6 cái cục nhỏ. Ok. Yeah, xuống địa ngục nào. Lâu lắm mình xuống địa ngục. Rainbow Brick. Gạch cầu vồng. Gọt có vòng. Mình đang suy nghĩ đến việc cắt cái đoạn đầu của mình đi ạ. Chứ tại vì trước cái này mình có quay một đoạn rồi nhưng mà cũng chỉ là về mình thua con lợn, con cá lợn kia thôi. Nên là thực ra thì cũng phải nói thật là chính ra mình thắng con đấy là mình dùng cái chịu, dùng cái Demonic này. Demonic Vampire này này. Cái công nhận là nó tiện thật, hút máu sướng thật. Bây giờ thì ta sẽ phải dùng cái mình nghĩ mình nên chuyển sang dùng cái phép thì tốt hơn. Và trong oh shit. Giật mình không để ý. Nó ra mình chạm đất lúc nào không biết. Ok. Chúng mày có thể nhường chỗ ta đi kiếm cái o dở hơi kia được không? Tại ta đang rất là cần khoảng 6 viên. Khoảng 10 viên ta cầm về nhà tiêu dần. Dùng dần. Xem rừng ở khoảng nào chỗ này à, xa phết nhỉ. Mình có nên đánh nhau với con tường tiếp không nhỉ? Đánh nhau con đấy là mình lấy con lấy cái huy hiệu. Huy hiệu mà. Có nhiều bạn bảo là cố gắng farm lấy cái huy hiệu đi nhưng mà bảo là ngồi làm farm nó mệt lắm. Không phải là đơn giản đâu. Mình dùng cái này có thể mình để soi ấy được đấy. Cái này mình soi vị trí các cái o được luôn. Hay phết nhỉ. Bao nhiêu? Ok, 6 o bao nhiêu? 10 o rồi. Ok, về đi. Xong. Về. Về. Đơn giản chỉ có thế thôi. Một vàng mà mình không chết được. Tiếc một vàng. Khổ thân tôi thế. Lucky Cycle. Nếu mà mày ở bên cái thế giới Corruption thì mày rất là tốt, mày rất là tiện cho tao đấy. Nhưng mà tiếc là chỗ này mày chả có cái mục đích gì à. Mày chả đem gì. Thì cái dạng đồ rất là phế. Cái này đánh nó xuyên tường. Nhảy ra một điều như thế. Ai cũng đau quá. Ok bye bye. Nhồn. Ui, chỗ nào mình đi lên nhở. Chuyện này ý là gì quá.
gì đây? À chân nó. Ok. Giờ bay phải bay chay lên mới sợ chứ. Không có gương nó khổ cái này đấy. Sợ thật, chơi đến cuối game rồi mà cũng không kiếm được cái gương nào. Rác cả man. Gương ơi mày ở nơi đâu? Ai chơi cái trò này chứ nó phải kiếm một cái gương chứ. Tao gần hết game rồi, tao chúng mày không cho tao một gương ấy láo. À, mọi người đừng bảo là nếu mà sao anh ngồi anh kêu thế sao anh không đi tìm đi. Căn bản mình tìm từ đầu. Mình có 24 tập Terraria, 26 tập rồi phải. Đi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trái sang phải. Không kiếm một gương rồi. Thế nên là không phải tự nhiên mình ngồi mình rủa nó. Chúng nó không hề oan tí nào đâu. Cái thế giới là cái thế giới mà. Không thể nào chấp nhận được. Công nhận là được cái là mình ngồi mình lấy được mấy cái đồ ngon ngon này nhờ cái thế giới này đấy, nhưng mà không thể chấp nhận. Cái đâu này có nhiều bạn bảo à mình thấy có nhiều người bảo rằng là con khỏe hơn cả cái tay của cái Nebula gì. Ok bây giờ thì xem nào, bây giờ hơi nào. Sam tham flowing cái gì? Tao cần quan tâm mấy cái thứ vặt vãnh đâu. Cái tao cần bây giờ là sức mạnh tối thượng rồi. Cái này rồi. Ok. Nào bây giờ thì làm cái spec che mark này. Ok. Đống mana chưa? 260 mana. Bao nhiêu phép? 75 phép. Ok. Bao nhiêu giáp? 61 giáp. Vãi cả yếu. Ôi ôi, so với cái giáp kia của mình 90 giáp. Trong khi đấy cái giáp này 60 giáp. Khó thật. Nào xem là cái gần đây là nhất là cái màu tím à. Mình đang định à cái màu hồng à, mình muốn đánh cái xanh nhất. Cái xanh nó dễ hơn. Ok chúng ta đi đánh cái xanh à. Cái hồng lên để cuối cùng. Ui dồi. Uầy. Holy shit. Ok. Đã hiểu tại sao nhiều bạn kêu là cố gắng lấy cái quyển sách này rồi. Vãi cả. Ta thử phát nào. What the fuck? What? What is this? What the fuck? Em không hiểu gì cả. Oh my god. Đúng là mình chỉ cần lo cái vụ máu miếc thôi. Có cái quyển sách này thì vô lối thiên hạ gì đấy. What the f... Uầy. Vai cả. Cái thứ quyền lực gì đây? Thứ quyền lực kinh dị. Nhưng mà công nhận máu yếu thật. Quyền lực thì thích đấy nhưng mà yếu dã cả man là kìa. Máu kìa. Máu như thằng yếu sinh lý này. Đánh nhau một tí đã gần chết rồi. Ui dồi ôi, loan nó mới. Nó bắn mình. Ok. Yếu sinh lý thật đấy. Yếu vãi ra chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà cái quyền năng mang lại cũng không hề ít tí nào cả. Bây giờ chúng ta thử chơi cái này đi. Bây giờ chúng ta sẽ thay vì dùng cái giáp này, chúng ta dùng cái giáp này. Và chúng ta đầy máu này. Tao có định bỏ spawn point đâu. Mình sẽ phải thử nghiệm. Mình chưa thật sự có nhiều bạn chính ra cái giáp này cũng ngon đấy, nhưng mà tại em không biết dùng. Ok. Chúng ta sẽ thử nghiệm cái giáp này. Đồ của mình toàn đồ phế vật nhỉ. Có khi nên cố gắng mua được làm cái lấy cái đấy, xem nào. Mày bơi hết rồi đấy. Ok là hút máu kìa. Ua. Ui. Cái thứ quyền lực này là sao? Holy shit. What is this? Quyền lực. Quyền lực. Quyền lực tuyệt đối. Ui. What is this? Tớ đùa đấy, tớ rất xin lỗi khi tớ đã nói rằng là cái đồ này là phế vật. Nhìn này, mình còn chả tụt máu được. What the fuck? Bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây. Chúng mày bơi hết vào đây cho tao. What the fuck? What the fuck? Nhìn mình đánh ấy. Không bắt tìm máu đâu cả. What the fuck? Nó hút máu kinh vậy. Uầy.
Ui. Ui. Mày đừng. Ui. What is it? Ui 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 ê ê ê ê ê ê ê ê. Chưa bao giờ thấy hối hận khi nói cái giáp này. Vô cùng hối hận khi mình nói là cái giáp này là phế vật. Nhìn này. Nhìn cái giáp phế vật giờ nó làm cái gì này. What the fuck, có hút máu cho mình không. Không kịp và hồi mà không bị hết máu luôn mà. What is it? Cái thứ quyền năng này là sao? What is it? Ok. Ok Zen. Ok Fine. What the fuck? Cái này mà mình đeo cái hoa hồi mana vào thì nó cứ chạy theo hút máu thôi à? Nhìn này, hút máu rồi. Ok. Ok. Ổn thôi hả? Rất là ổn thôi hả? Mình dọn bọn này trong tích tắc luôn. Ơ, hệ chúng nó không ấy nữa rồi, không chết nữa rồi. Chúng nó không tính điểm nữa, thế thì tức là xong rồi trắng. Yep, xong rồi đấy. Nào, giải quyết cái này đi. Mình còn chả cần đến con rồng. Mình còn chả cần đến con rồng. Để mọi người thấy cái sự kinh tởm lợm của cái này. Oh shit, hết mana. Hết mana. Cái này kinh tởm lợm thật đấy. Nhưng mà lúc hết mana thì cũng cả vấn đề luôn. Cái này cả một vấn đề luôn. Ui dồi ôi. Yep. Vấn đề vô cùng to lớn luôn đấy. Không ổn tí nào cả. Oh shit. Oh shit. To mồm được một lúc sau. Oh shit. Không vui rồi. Cái này chỉ dùng để dọn. Cái này chỉ dùng để dọn crap thôi. Đánh cái cột kia lâu vã man. Đã thế nó còn tốn mana chứ. Ui. Ok. Cái giáp này khá là tạm bợ. Nghĩ lại rồi. Không hẳn là xịn lắm nhưng mà khá là tạm bợ. Nhìn này. Nếu mà mình có cái giáp ấy. À có cái vòng mà mỗi lần bị đánh được hồi máu của cái thôi mày ra mày dọn giúp tao đi. Cái này tao phải không ổn nào. Oh shit, tao không ổn rồi. Bắt buộc phải gọi ấn rồng ra. Cái rồng thân yêu của anh. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Mình hiểu ngọn nguồn khỏi cái lý. Mình đã hiểu được cái lý do tại sao mình mất máu kinh như thế. Nó ra bạn ấy quả cầu kìa. What the fuck ấy. Ok. Mày ra mày giải quyết cho tao cái này gái. Oh my god. Oh shit. Oh dead, không ổn rồi. Oh không, khá là ổn chứ. Có con rồng nó giúp mình nhặt mana thì cũng khá là ổn. Nó giết mấy cái bọn crab xung quanh rồi. Ôi từ từ, mình phòng mình tự nhiên mở cửa ra nên mình phải đóng cửa lại. Giờ đi, giờ đi, giờ đi, ui. Ok Zen. Cool story bro. Cool story. Nice story. What the fuck. Oh shit. Ôi yo. Bao nhiêu cái Nebula Fragment này à? Được 26 cái à? Không đủ làm giáp rồi. Giáp này thích lắm. Nó rất tiếc là không đủ. Ok, về nhà thôi. Ui. Nhưng mà mình nhớ không nhầm mình có thể đổi. À không, phải đổi 3 cái. Còn lại mình được 1 cái. Thế nên là nope. Không đáng. Oh yeah. Ok, về nhà thôi. Ui. Phải trưởng quyền lực quá nhở. Nhưng mà cái này cầm chừng rồi thôi. Chứ đánh nhau mà kiểu nghiêm túc rồi nó bóp phát chết ngay. Xem nào, xem cái này là cái gì. Mình chỉ làm được cái này thôi đúng không? Không làm một giáp được. Làm một giáp phải có cái ấy cơ. Cái này thì lại không ngon. Ủa 97 đam à? Không, thực ra nghĩ lại thì cũng khá là ngon đấy. 97 ăn phép mà. Nhưng bao nhiêu mana? 18 mana. Ok. Đúng ai đi. Không mất gì đâu nhỉ. Lấy ra. Sao đó nhỉ? Chiu. Ok, mình sẽ dừng lại ở đây. Tại vì hôm nay chỉ có đến thế rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong video lần sau mình. Goodbye.
À, cái này mình nhặt được từ cái